Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Công tác nhân sự gắn bó mật thiết với củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sau hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 ngày 3 tháng 8, đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Đắk Lắk dõi theo thông tin thời sự, phấn khởi bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và đặt niềm tin sâu sắc, kỳ vọng cao đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ông Lê Hữu Chỉnh, tổ dân phố 7, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk năm nay 82 tuổi và đã có 53 năm tuổi Đảng. Qua theo dõi thông tin thời sự, ông phấn khởi, vui mừng trước thông tin đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước được tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, số phiếu bầu tuyệt đối 100%, cho thấy niềm tin tưởng của đảng viên, nhân dân, đặc biệt là của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đối với đồng chí. Ông tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13 cùng với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp tục lãnh đạo, điều hành, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hoàn thành mục tiêu của đất nước 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy, triển khai mạnh mẽ công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Ông Lê Hữu Chỉnh cũng cho rằng, mấu chốt của đoàn kết chính là Đảng vì dân, hiểu dân, lo cho dân, làm cho dân, để nhân dân với Đảng tạo thành một khối thống nhất. Là thế hệ trẻ, Bí thư Thành đoàn Buôn Ma Thuột, Hờ Hương Brong cũng rất phấn khởi và kỳ vọng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đề ra. Trong bài phát biểu nhậm chức, tân Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh về tầm quan trọng, vai trò của đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là điều khiến chị Hờ Hương Brong rất tâm đắc, bởi lịch sử hàng ngàn năm văn hiến cho thấy sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc, của đất nước luôn tạo ra sự thành công và thắng lợi cho cách mạng. Song hành cùng sự phát triển của đất nước, của địa phương, thời gian tới, Ban Thường vụ Thành đoàn Buôn Ma Thuột tiếp tục củng cố, kiện toàn các tổ chức đoàn, hội, đội, trong đó chú trọng phát huy vai trò của thanh niên, xây dựng các phong trào hành động của tuổi trẻ vững mạnh, hiệu quả, tập hợp đoàn kết các tầng lớp thanh niên. Mục tiêu là thanh niên Buôn Ma Thuột đoàn kết, tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo và phát triển. Chị Hờ Hương Brong nhấn mạnh. Theo dõi hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, ông Ikut Nie, nguyên phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phấn khởi khi hội nghị có sự thống nhất rất cao. Đặc biệt, sau nhiều lần tiếp xúc và làm việc, ông Ikut Nie ấn tượng, đồng chí Tô Lâm có phong cách làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, làm đến đâu chắc đến đó, nói là làm, nói ít làm nhiều. Do đó, ông tin tưởng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với rất nhiều kinh nghiệm làm việc sẽ cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13 tiếp tục triển khai tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, điều hành đất nước ngày càng phát triển. Trong bài phát biểu nhậm chức, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặc biệt nhấn mạnh đến sự đoàn kết thống nhất của toàn dân tộc là động lực để thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước. Đặc biệt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt, phát huy thành quả của công tác đối ngoại. Như vậy, bên cạnh vấn đề nội lực, Đảng và nhà nước ta tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ, quan tâm, giúp đỡ của các nước trên thế giới. Một vấn đề trọng tâm khác mà nhân dân cả nước và cộng đồng quốc tế quan tâm, đánh giá cao thời gian qua là công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định sẽ tiếp tục kế thừa công tác này với phương châm không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai. Và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trước hết là từ những cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đây là quan điểm rất rõ ràng, sâu sắc, thể hiện quyết tâm cao của đồng chí Tô Lâm, cũng là nhiệm vụ cần phải làm, là vấn đề mà nhân dân cả nước đang kỳ vọng rất cao. Thực tiễn thời gian qua, cùng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Tô Lâm là thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đã tổ chức triển khai thực hiện phòng chống tham nhũng, tiêu cực rất tốt. Do đó, ông Ikut Nie tin tưởng công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực sẽ tiếp tục được triển khai tốt, hiệu quả hơn nữa. Ông Ikut Nie cũng nhấn mạnh, công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 14 của Đảng gắn bó mật thiết với việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Để làm tốt công tác nhân sự, phải làm sao chọn được đội ngũ cán bộ là những người có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần đoàn kết cao, thực tâm làm việc vì dân, vì nước, vì tổ chức. Đảng viên và nhân dân vững tin vào Đảng, xây dựng đất nước phát triển phồn vinh. Ông Bạch Công Tiến, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội cho rằng, tân Tổng Bí thư có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, hoạch định chính sách và xây dựng pháp luật. Sáng 3 tháng 8, tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13
đã bầu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 với số phiếu tuyệt đối 100%. Ông Bạch Công Tiến, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, đã bày tỏ tin tưởng khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chọn ra được người giữ cương vị cao nhất của Đảng, tiếp tục cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chèo lái con thuyền cách mạng, đưa đất nước ta ngày càng ổn định, phát triển phồn vinh, nhân dân hạnh phúc ấm no. Ông Bạch Công Tiến cho rằng, tân Tổng Bí thư đã có 3 khóa tham gia Ban Chấp hành Trung ương, 2 khóa là Ủy viên Bộ Chính trị, đại biểu Quốc hội và từng là Bộ trưởng Bộ Công an, nên có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, hoạch định chính sách và xây dựng pháp luật. Hơn nữa, đồng chí được kế thừa truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương Hưng Yên, Văn Hiến, Anh Hùng, nên trong quá trình công tác ở từng vị trí khác nhau, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã luôn thể hiện phẩm chất của người đảng viên xuất sắc, cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị tham gia xử lý nhiều việc nóng, việc khó, để lại nhiều dấu ấn rõ rệt. Ông Bạch Công Tiến mong muốn tân Tổng Bí thư khi ở cương vị mới sẽ cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực, gắn kết tư tưởng và hành động, ý Đảng và lòng dân, tận tâm, tận lực, tận hiến, phấn đấu hy sinh vì Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh, vì nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nhân dân Việt Nam có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ông Bạch Công Tiến nhận thấy, Ban Chấp hành Trung ương đã đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, suy tôn, thống nhất rất cao, với số phiếu tuyệt đối 100%, bầu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Người hội đủ phẩm chất cách mạng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc. Là nhân viên văn phòng của trường Đại học Đại Nam, chị Nguyễn Thị Hiên trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội bày tỏ: "Qua bài phát biểu tại buổi họp báo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tôi ấn tượng với câu nói: nguyện dốc sức phụng sự Tổ quốc, nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân là niềm vui lẽ sống." Chị Hiên phân tích, mong muốn mang lại hạnh phúc cho nhân dân thể hiện một quan điểm nhất quán của Đảng ta trong suốt nhiều năm qua. Tư tưởng lấy dân làm gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng được Đảng, Nhà nước ta vận dụng là cơ sở tạo nên cội nguồn sức mạnh đoàn kết, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Đảng ra đời là vì lợi ích của nhân dân, sự lãnh đạo của Đảng là nhằm lấy tài dân, sức dân để làm những công việc có lợi cho dân, chứ không phải vì lợi ích của người lãnh đạo. Nữ nhân viên trường Đại học Đại Nam nhìn nhận, trong bối cảnh đất nước đang tiếp tục phát triển và đổi mới hiện nay, việc Tổng Bí thư lấy dân là gốc cho thấy đây sẽ là kim chỉ nam trong tư tưởng, phương châm hành động thời gian tới. Về bài phát biểu sau lễ nhậm chức, Tổng Bí thư có đề cập về việc thời gian tới sẽ phát huy cao nhất tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc. Chị Nguyễn Thị Hiên chia sẻ, rất tâm đắc câu nói năm tự kể trên. Nhắc lại tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Chị Hiên cho rằng, thời gian qua, Việt Nam đã có thế và lực vững chãi, có thể hợp tác theo tinh thần cùng thắng với các cường quốc. Khi kế thừa tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, bằng kinh nghiệm và tâm huyết của mình, Tổng Bí thư sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục phát huy điều đó trong đường lối ngoại giao cây tre, để đưa đất nước ta sẽ ngày càng phát triển phồn vinh, nhân dân ta ngày càng ấm no hạnh phúc, dân tộc ta ngày càng cường thịnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.